Mình hỏi nhà tài trợ rồi, cái thùng này là 19 kg, 40.000 một ký. Cái giá 40.000 thì cũng không có mắc không mọi người. Ăn ngày ăn đêm cũng chưa hết nữa. Đây. Mình phải nắm cái đầu nó lên trước. Ăn miếng sữa là như vậy đây. Ăn truyền thống mọi người. Giờ cho nó mềm, lát cho mình múc cái nó ra hết luôn, xong cho mình bớt nó ra. Uống sữa đó, tắt nó ra. Mình có cái giỏ nó nè, thịt không nè, không dẫn chưa ăn rồi. Mình nói cho mọi người nghe nha, như trái này là no luôn á mọi người, gần nửa ký lô mà. Rồi một cái muỗng là một cái sớ nè, cái hộp rất là nhỏ nha. This is really small, very good. Let's see. Sorry mọi người, bởi vì cái tiếng ồn nha mọi người. Nhà mình ở giữa hai con đường nên phương tiện lưu thông qua lại rất là đông. Ý mà mình quay mấy cái clip á, toàn là vào ban đêm không đó, rất là ít tiếng ồn á mọi người. Ban ngày mà Phượng quay là khỏi nghe cái tiếng của Phượng luôn đó. Mọi người xem video cũng thông cảm cho mình nha, bởi vì cái tiếng ồn. Thấy không, ăn khí thế luôn á mọi người. Mình phải tua qua để ăn chậm quá, mọi người làm biến xem nên mình phải tua qua nè. Nửa đường nha mọi người, ăn hết nửa trái rồi đó, nửa trái này là no cành nông luôn đó. Cái trái vú sữa này thịt nhiều, dễ xanh như thì nhiều luôn đó. Đúng là mọi người ăn mình dò cái trái vú sữa mọi người, thịt nó nè, múc nó dễ ra nữa, tróc ra nữa. Vú sữa này thì không có ngọt gắt lắm mọi người, nó ngọt thanh thanh thôi. Còn cái hộp rất là nhỏ. The seeds really small, a lot of meat. You guys can see really juicy, right? It's really delicious. I hope you guys can try this kind of a fresh new fruit. It's really delicious. Trái vú sữa này nước kêu cái nước là gì ta, nó nhiều nước đó, ăn nó no thiệt à. Ngon mà ăn hơi xích vô chỗ gần cái vỏ thì nó hơi là này cũng bằng hai chén cơm nha. Năm cái hộp đi nữa. Luôn. Mình không biết theo như là cái vú sữa như vậy thì cái vỏ này là mỏng chưa, mình nghĩ là chắc cũng chưa đâu ha, có loại nào nó còn mỏng hơn nữa. Ăn thì cũng được thôi mọi người, ăn gần tới cái chỗ này thì nó hơi lạc tí nhưng mà cũng được, với lại nhà tài trợ miễn phí mà là nó ngon.